khởi nghiệp từ 4-0, không tiền, không mối quan hệ, không khách hàng, không kinh nghiệm. Và trên con đường khởi nghiệp không ít những chông gai và cả máu và nước mắt. Nhưng với tâm niệm, nơi nào có ý chí, nơi đó có thành công. Không có phép màu, chỉ có sức mạnh ý chí và nghị lực đã khiến CEO Hoàng Hữu Thắng cùng tập thể tập đoàn đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng nên thương hiệu lớn mạnh Intech Group, một trong những hệ sinh thái đa ngành trong lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ, năng lượng, là thương hiệu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường trong nước và trên con đường định vị, làm rạng danh thương hiệu Việt trên bản đồ cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ toàn cầu. Hiện nay, Intech Group đã phát triển mạnh mẽ và sở hữu hai nhà máy sản xuất chuyên nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có hệ sinh thái gồm nhiều công ty con hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ, năng lượng. Công ty có quy mô gần 400 nhân sự với tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 50% mỗi năm. Không chỉ chinh phục thị trường trong nước, Intech Group hiện đang xuất khẩu thành công nhiều sản phẩm ra thị trường quốc tế khó tính, yêu cầu chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, được đối tác đánh giá cao. Về chất lượng và dịch vụ, dựa vào những lần mua sản phẩm con lăn của công ty Intech, chúng tôi đã có 5 triệu lần thử nghiệm. Chúng tôi đã cùng thử nghiệm độ bền của sản phẩm cùng với các thương hiệu khác trong nước, thì sản phẩm con lăn của Intech có độ bền dài nhất, có chất lượng tốt nhất. Tất cả các dự án trong nước và các dự án lớn, chúng tôi đều đã sử dụng con lăn của Intech. Với tiêu chí lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo ra sự đổi mới, khác biệt, gia tăng trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, Intech Group đã biến những điều không thể thành có thể, khẳng định vị thế và thương hiệu của Việt Nam, chinh phục và vươn tầm quốc tế. Xuất thân từ tuổi thơ cơ cực nghèo khó, CEO Hoàng Hữu Thắng luôn thấu hiểu những giá trị của sự học và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chính vì vậy, trong dịp kỷ niệm 11 năm thành lập tập đoàn, CEO Hoàng Hữu Thắng đã ra mắt quỹ thiện nguyện Điều ước Intech. Sở dĩ là có cái quỹ ra mắt, cái lễ ra mắt cái quỹ thiện nguyện Điều ước Intech ngày hôm nay ấy, thì là gì? Trong quá trình mà chúng tôi làm việc và phát triển ấy, thì chúng tôi đã có tiếp xúc với rất nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, những cái cuộc sống khó khăn cũng như là những cái điều mà không mong muốn đến với lại cán bộ nhân viên, cũng như là thấy những cái cảnh ở ngoài xã hội nó khó khăn, thiếu thốn rồi thì rất cần cái sự giúp đỡ của mình cũng như của tổ chức. Thế thì từ cái mình nhìn thấy như thế và hiện tại thì công ty cũng đã đi dần vào ổn định và có một chút điều kiện thì mình phải nghĩ đến là cộng đồng, nghĩ đến xã hội và nghĩ đến những cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Bởi vì sống giữa cái cuộc sống bây giờ thì mình cũng không thể nào sống cho riêng mình được mà mình cũng phải quan tâm đến cộng đồng, quan tâm đến xã hội và quan tâm đến những cái hoàn cảnh mà thực ra người ta không mong muốn nhưng nó xảy ra. Không mong muốn những cái hoàn cảnh nó éo le, nó tai bay vạ gió nó đến. Thế thì những cái lúc đấy mà có một cái sự trợ giúp sức từ những tổ chức thì nó đỡ cho những cá nhân đấy rất là nhiều. Vậy thì chúng tôi thì cũng mong muốn là mình sẽ đóng góp được vào cái việc đấy. Nên là từ đó thì mới quyết định là gì? Ra mắt cái quỹ thiện nguyện Điều ước Intech này. Bên cạnh đó, trong lễ kỷ niệm, tập đoàn Intech cũng ra mắt cuốn sách Cương lĩnh tập đoàn Intech. Đây là tài sản quý giá của Intech, là kim chỉ nam soi sáng, dẫn dắt Intech phát triển và trường tồn theo thời gian qua các thế hệ khác nhau. Cái cương lĩnh tập đoàn này ấy, thực tế ra thì là nó đã hình thành cho chúng tôi là nhiều năm nay rồi. Đấy. Và trong quá trình xây dựng và phát triển thì chúng tôi cứ vun đắp dần những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp chúng tôi. Và đến ngày hôm nay thì nó đã chín muồi và nó đi theo cái tư tưởng, cái triết lý kinh doanh của chúng tôi. Và trong đây, trong cái cương lĩnh đấy thì nó cũng gồm rất là nhiều nội dung, nó là cốt lõi. Ví dụ như là tầm nhìn, sứ mệnh,
giá trị cốt lõi, rồi những cái tôn chỉ, những cái định hướng chiến lược, rồi thì những cái liên quan đến là cái quan điểm kinh doanh, cái triết lý kinh doanh, cái đạo đức kinh doanh thì chúng tôi đưa vào đây để nhằm mục đích là chuẩn hóa để tất cả cán bộ nhân viên đều hiểu rằng là cái giá trị của tập đoàn chúng tôi nó là một, và cái văn hóa của tập đoàn chúng tôi nó là một. Cương lĩnh Intech cũng như một lời nhắc nhở các thế hệ tập đoàn với sứ mệnh kiến tạo tương lai, luôn cùng nhau đoàn kết, chèo lái con thuyền Intech tiến xa hơn nữa với mục tiêu đạt vị thế top 5 trong ngành công nghiệp hỗ trợ, cùng nhau kiến tạo nên tập đoàn giá trị, môi trường làm việc hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Với những bước tiến vượt bậc và ngày càng khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.